Thưa quý vị, vào chiều 24 tháng 6 năm 2022, phản ánh tới báo Thanh Niên, một nam thanh niên 29 tuổi quê Nghệ An cho biết, hơn một năm trước, anh từ quê ra Hà Nội kiếm việc làm và làm nhân viên cho một cửa hàng hoa tươi. Ngày 22 tháng 5 năm 2022, anh chuyển sang làm nhân viên chạy bàn cho một quán lẩu nướng ở phố Nguyên Hồng, thuộc quận Đống Đa, Hà Nội. Sau một thời gian làm việc, anh nghe người dân xung quanh đồn về việc chủ quán mình làm thường đánh nhân viên và quỵt lương nên anh có ý định xin nghỉ. Theo nạn nhân chia sẻ, ban đầu anh tính sang làm ở quán bên cạnh, nhưng do chưa lấy lại được chứng minh nhân dân vì đang bị chủ quán lẩu nướng hiện tại giữ, nên quán bên chưa nhận. Chủ quán bên cạnh tốt tính, có cho anh ở nhờ, đợi lấy giấy tờ về rồi mới tính chuyện nhận làm. Khi thấy anh ở nhờ quán bên cạnh, chủ quán nướng đã nhiều lần đe dọa. Theo lời nạn nhân, anh làm được 7 ngày công trong tháng 5 và đã nhận lương. Ngày 20 tháng 6, anh xin nghỉ việc và đề nghị chủ trả lại chứng minh nhân dân thì được đồng ý. Người chủ hẹn ngày 10 tháng 7 sẽ trả công tháng 6, đồng thời bảo anh qua nhà riêng lấy chứng minh nhân dân. Khoảng 15 giờ ngày 22 tháng 6, anh bắt xe ôm qua quán bia, cũng là nhà ông chủ tại ngõ 278 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa để lấy lại chứng minh nhân dân. Tuy nhiên, người chủ vắng nhà. Sau ít phút chờ đợi, người chủ quán cùng hai nhân viên khác về, sau đó lập tức đóng cửa quán và gọi nạn nhân vào trong nói chuyện. Vừa vào ngồi, chủ quán túm tóc hỏi anh muốn gì, rồi cùng các nhân viên lao vào đấm đá tới tấp, rút dép cao su đập lên đầu. Nạn nhân kể anh chỉ biết ôm đầu, van xin mà không dám phản kháng. Sau hơn 30 phút bị hành hung, người chủ quán bảo chứng minh thư của anh đã bị mất rồi mở cửa đuổi đi. Nạn nhân đã đến công an phường Trung Liệt trình báo rồi đi khám trong tình trạng mặt sưng phù, chảy máu mồm, máu tai. Các bác sĩ bảo anh bị thủng màng nhĩ tai phải. Nạn nhân cũng cho biết, tới thời điểm hiện tại, anh vẫn đau đầu, không ăn ngủ được nhiều, mỗi ngày chỉ ăn được ít cháo. Hiện công an đã cho anh đi khám và đang chờ kết luận về phần trăm thương tích. Liên quan đến vụ việc này, chiều 24 tháng 6, trao đổi với báo Thanh Niên, một lãnh đạo công an phường Trung Liệt cho biết, đơn vị này đã mời những người bị tố cáo lên làm việc và hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển lên công an quận Đống Đa xử lý. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube Báo Thanh Niên. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.